Sau khi bị bà cụ phát hiện, Tẩm cũng đã ở lại với bà. Và một ngày kia, hoàng tử đi ngang qua, thấy trâu tiêm đất phượng của Tẩm. Hoàng tử nhận ra nàng và đón nàng hồi cung trong sự hân hoan của Trường Dương Vương. Nhưng không phải ai cũng thế. Thank you.
Bởi tao nói có con gái là tôi viên đúng được nhờ. Ăn súng mặc sướng, kẻ hầu người hạ, cả ngày chẳng đụng đến móng tay. Tại con cám nó có hiếu. Chị coi, từ ngày mà nó giặt cung với ngay á, lúc nào nó cũng gửi bào nguyên tổ yến về cho tôi. Tôi ăn riết mà tôi ngán luôn nè. Phải chi tôi có được một phần phúc đức như chị là mừng lắm rồi. Nhớ hồi trước con tắm nó nhập cung mà nó chả đem được mấy thứ gì. Ui, người ta nói con nào mà chẳng là con. Chị nhớ không, hồi đó tôi thương nó biết là bao nhiêu. Tôi coi nó như con ruột vậy hà. Tôi dạy bảo đủ điều, thương mới cho roi cho giọt. Vậy mà lúc nó lấy được hoàng tử, chị coi nó cho đồ nhà này như bố thí vậy đó. Bởi người ta nói khát máu thì tâm lòng. Sao nó không nghĩ là nhờ chị dạy bảo cẩn thận nó mới lọt được vào mắt của hoàng tử. Mai mà nó chết sớm, đúng một phút ai nhát nhỉ. Bẩm bà, Hương Phi có làm một thủ mắm ngon nên biếu bà ăn lấy thảo ạ. Đó, vừa nhắc là có liền, đúng là có hiếu quá mà. Bởi có con gái được nhờ, vậy Vương Phi có dặn thêm gì không? Dạ bẩm, Vương Phi nói bà nhớ ăn hết phần trên rồi sẽ thấy phần bên dưới có bất ngờ ạ. Các ngươi lui đi. Cha, thủ mắm to quá, chắc là ngon lắm đây. Đồ hoàng cung sao mà dở được. Chạy về lấy chén để tôi gấp cho mấy miếng diện cơm. Trời ơi, cảm ơn chị nha. Tôi chị uống của bà đại liền. Bay đâu? Mới cho bà chén cơm. Bay đâu? Ủa? Đi đâu hết rồi bay? Đám này lét về tao đuổi cổ hết. Thơm quá, thơm quá. Ngon quá. Mà sao lần này nó chỉ cho mình có hũ mắm gì ta? Nó ở dưới đáy có cái gì nha? Hay là nó bỏ vàng ở dưới đó? Chắc chắn là vậy rồi. Để coi, để coi. Mẹ mẹ ăn thịt con có còn cho mẹ ơi. Chó ơi!
Tẩm à, con hãy dừng tài lại đi. Tẩm ơi, nàng đâu rồi? Tẩm, nàng đang làm gì thế? Nàng, nàng làm sao vậy? Nàng đó à? Đó là... À, chẳng có gì lạ đâu. Buổi tối cũng thiếp mà thôi. Bay đâu? Dọn dẹp đi. Nàng vừa ăn cái gì thế? Chàng không thấy sao mà còn hỏi? Mi không phải là Tấm. Mi là ác quỷ. Chàng nói sai rồi. Nhưng mà ta là Tấm, nhưng cũng là quỷ. Bay đâu. Chàng có kêu vô ích. Cả phủ này đã là của ta. Giữ chặt lại. Mi muốn làm gì? Ta chỉ muốn bên đèn dọn đèn và tiếp thôi mà. Ông bụt ơi, cứu ta. Sao? Chàng kêu ông bụt à? Ông ta không trả lời chàng được đâu. Mi muốn nói gì? Ta muốn nói chàng vừa nhìn thấy ông ta đấy thôi. Không. Tại sao chứ? Ta đủ yêu thương nàng cơ mà. Nàng đã từng là một người rất hiền lành mà. Yêu thương. Đón con cáo vào cung thay thế ta. Lúc ngươi gần gũi với nó, ngươi có nghĩ đến ta hay không? Có nhớ đến ta hay không? Ta hóa thành vàng anh để tìm về gặp ngươi. Ngươi bảo ngươi quý vàng anh. Tại sao không bảo vệ nó? Tại sao lúc cây xoan đào bị chặt, ngươi có lúc nào quan tâm? Ngươi có một chút quan tâm hay ngươi để đó cho người ta gọt nó thành khung cưỡi rồi giấu nó? Ta đúng, ta đã từng là một con người, nhưng bây giờ thì không có một ai có thể chết đi sống lại nhiều lần mà vẫn còn là con người cả. Còn ông bụt ư? Nếu ông ta đã giúp ta, tại sao không giúp cho trọn vẹn mà để ta bị hành hạ chết đi rồi làm ta sống lại để nhận thêm đau đớn? Ta hận ông ta, nhưng hơn hết là ta hận ngươi. Đừng mà.
đi rước mà.